Xin chào các bạn, cả ngày hôm nay thì Facebook mình tràn ngập những cái chia sẻ về một thực thể lai tạp giữa người và bọ cạp, đó là cô giáo bọ cạp. Nghe nó thú vị như kiểu cô giáo Thảo á, thế nên là hôm nay mình quyết định sẽ xem thử video này. Không sợ gì đâu, tao nói cho mày biết cả hai chúng mày, tao sẽ đến gặp trưởng Bưu Chính. Bưu Chính? Tao nói cho mày biết, tao sẽ xử lý ở cấp trên. Cấp trên? Theo mình thì có hai vấn đề đáng lưu tâm trong sự việc này. Thứ nhất là thái độ thiếu tôn trọng của một số giáo viên đối với học sinh. Và thứ nhì là cách ứng xử không đúng mực của một cơ số giáo viên. Nói đến cái thứ nhất thì mình cực kỳ bức xúc khi một số giáo viên ở Việt Nam luôn có thái độ thiếu tôn trọng đối với học sinh. Ví dụ như cô bọ cạp này, khi mà hai bạn kia nói chuyện rất là đàng hoàng và lịch sự thì cô này phớt lờ và mặt rất là khinh, kiểu như là sủa ra, bố mày đéo quan tâm đâu. Cái thái độ khinh thường như vậy thì hỏi sao người khác không nổi nóng cho được. Hay như hồi mình học cấp 2 ở Việt Nam thì mình luôn gặp những người thầy, người cô dạy dỗ học sinh bằng cách dùng roi mây để đánh. Nếu thật sự tôn trọng nhau thì hãy ngồi xuống và nói chuyện với nhau một cách đàng hoàng. Và mình cho là việc dùng roi mây để đánh là một việc rất là man rợ và vô đạo đức. Thế nên thầy cô à, hãy ngưng ngược đã. Cái thằng mà thầy cô đánh hàng ngày, càng đánh nó càng lì thôi. Còn nói đến chuyện ứng xử của nhà giáo thì mình không đồng tình khi một số bạn trên mạng sau khi xem xong video này vơ đùa cả nắm theo kiểu thế này thì giáo dục nước nhà đi về đâu. Việc quát mắng nặng nề và dùng những lời lẽ xúc phạm như vậy ở giáo viên mình tin là rất hiếm xảy ra. 20 năm đèn sách của mình đã gặp những ông thầy, bà cô đánh học sinh rất là dã man, nhưng mình chưa hề gặp một ai chửi học sinh một cách xúc phạm như vậy cả. Bất cứ một lĩnh vực nào cũng có người có văn hóa và người vô văn hóa. Bản chất của giáo dục, bản chất của sư phạm không nhằm đào tạo những con người vô văn hóa. Chưa kể, cô bọ cạp là người có tri thức, mà người có tri thức là người đã được qua giáo dục và biết cái gì đúng, cái gì sai. Mà cô vẫn chọn sai, tức là do con người cô muốn cái sai ấy. Thế nên việc cô ấy vô văn hóa không phải là do giáo dục, mà là do tính cách của cô ấy. Với lại mình nghĩ cô bọ cạp này vô văn hóa hình như là do não ngắn thì phải. Tại sao? Thứ nhất, cô này dùng chiêm tinh học để làm nền tảng cho lý lẽ của mình. Một người não dài thì luôn biết là chiêm tinh học chỉ mang tính chất tương đối và không nói lên 100% bản chất của một con người. Thứ hai, cô này đòi mét hiệu trưởng của hai bạn học sinh kia. Và cái việc này nó rất là nhảm nhí. Bởi vì cái chuyện hai bạn học sinh này xích mích với một trung tâm Anh ngữ ở bên ngoài, nó chả liên quan gì đến ông hiệu trưởng hết á. Nó giống như vậy nè. Uầy, em này ngon vội. Quay tay mà không xin phép đúng không? Được rồi. Cho hỏi có phải anh xe ôm không ạ? À? Vâng, tôi đây. Vâng, tôi là Na Bọ Cạp, giáo viên chủ nhiệm của em Lê Song Tử. Hôm nay em Lê Song Tử vi phạm một hành vi rất là nghiêm trọng, đó là quay tay mà không xin phép. Em ấy sống ở gần khu vực của anh làm việc nên tôi mong anh có thể cảnh cáo bọn tôi ạ. Ồ, con điên. Nhưng nói gì thì nói, cô Bọ Cạp đã mang đến cho chúng ta rất là nhiều mặt tốt. Mặt tốt thứ nhất đó là chúng ta vừa được làm phong phú thêm khả năng giao tiếp hàng ngày bằng mẫu câu tao là cung. Tao là cung Song Tử. Mày biết số này số mấy không? Số 2 đó cu. Tao có hai thằng trong này nè. Tao là cung Kim Ngưu. Tao lấy sừng châu tao hút mày nè. Ngoài ra thì cô này còn tạo sân chơi cho các bạn đi chơi nước nhà thỏa sức sáng tạo.